phần 10 của bộ chuyện là một tên sư phụ lười nhát, nhưng tất cả đồ đệ của ta đều là đại lão thiên cung tương lai, chuyển cảnh đến tiên thú nhai của nhân gian giới, bầu trời xanh hôm nay trong vô cùng yên bình. Nhưng tại một góc phía dưới vực sâu, ta khí từ một cỗ quan tài phát ra. Điều đáng nói là cỗ quan tài này giống hệt với cỗ quan tài trong bụng thủ yêu mà nhóm hách nhàn đã nhìn thấy trên đường đến âm phủ. Ấn ký trên quan tài càng lúc càng sáng, nắp quan tài rung lên như có dấu hiệu sắp bật mở rồi đột ngột tà khí từ đó bùng lên dữ dội. Một nhóm yêu nhân chăm chú quan sát biểu hiện của nó, có kẻ mừng rỡ hô lên, tới rồi, tới rồi. Trong đó một tên yêu nhân tóc dài có vẻ là thủ lĩnh của bọn họ, hắn cũng đồng dạng nhếch miệng thầm nghĩ, cuối cùng cũng sắp tới rồi, vị đại lão từng là đệ thập thiên cung. Đúng như dự đoán phút chốc tà khí tạo thành một cột sáng đỏ rực phá nát cỗ quan tài, đánh vỡ cả mặt đất. Từ bên trong luồng sức mạnh giữ tợn ấy đi ra một kẻ trần chuồng, Làn da ngăm đen, tóc đỏ dựng ngược, trước ngực có khảm một viên đá, dáng vẻ chẳng khác nào Tu La. Tên thủ lĩnh yêu nhân thấy được kết quả thì cười sung sướng, ha ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Cả đám còn lại cũng phấn khởi reo lên, không ngờ lại thành công thật rồi, ha ha ha, đại lão, chính là chúng tôi đã hồi sinh ngài đấy. Nhưng ngoài dự kiến, kẻ được xưng là đại lão đệ thập thiên cung ấy lại nâng kiếm, ánh mắt sắc bén liếc về phía bọn họ. Ngay khi tất cả còn chưa kịp định thần, vài đường kiếm đã nhanh như chớp mà chém qua gọn gàng giết sạch tất cả đám yêu nhân. Mà người ra tay không ai khác chính là vị đại lão trong miệng bọn chúng. Hồi đáp mà bọn chúng nhận được không ngờ lại là một cái chết bất đắc kỳ tử. Có kẻ bị lưỡi kiếm gọt phăng cổ khi hai mắt vẫn còn trợn lên, tên thủ lĩnh cũng không thoát khỏi mà bị chém ngang mặt, có kẻ chỉ mới ngẩng đầu thôi cũng đã bị cắt đứt. Lão già đệ thập sau khi giết sạch đám người thì nhe nhanh cười vui sướng nói: đã lâu không gặp máu tươi thơm ngọt đây rồi. Tới đi, cho lão phu được một lần nữa đồ sát thế giới này, máu chảy thành sông. Rồi lão lại đột ngột tức giận hét lớn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi hồi sinh tốt nhất của lão tử ở địa phủ lại bị người phá hư. Đám khốn nạn đáng chết, lão phu nhớ khí tức của các ngươi hết rồi, giờ lão phu sẽ tìm rồi băm các ngươi thành từng mảnh trước. Mà lúc này ở một phía từ đằng sau lão có mấy cái đầu rắn ngo ngoe, một giọng nói nhí nhảnh cất lên. Này lão già, lão không thấy xấu hổ khi nói chuyện một mình à? Lão già đệ thập giật mình quay ngoắt lại, vậy mà lão không hề phát hiện ra khí tức của kẻ này. Ngồi trên tảng đá là một tiểu yêu nữ mang dáng vẻ trẻ con, làn da trắng bệch, trên đầu chứa một chùm rắn uốn éo, trinh sát Medusa nháy mắt giơ tay ra hiệu chào hỏi lão. Lão già đệ thập không vui nhìn con nhóc không biết điều. Lão điều động linh lực rồi gần giọng nói, vừa rồi ta để cá lọt lưới sao? nhưng ngay khi trưởng lực đánh đến tiểu yêu nữ đã vụt tránh thoát. Lão già đệ thập không giấu nổi kinh ngạc thốt lên. Nhanh quá. Rồi Medusa đột ngột xuất hiện phía sau lão như bỡn cợt nói. Nhanh chứ, lại ở đây nữa này. Lão già đệ thập lập tức né ra như chỉ sợ nàng ta ý đồ đánh lén. Ánh mắt lão lóe lên, nghiến răng tập trung ứng phó, hoàn toàn không còn dáng vẻ coi thường như vừa nãy. Khi đã tách ra một khoảng cách vừa đủ, lão nâng tay tích tụ một đoàn linh lực linh lực xoay tròn dần tạo thành một quả cầu khổng lồ phía sau lão tiểu yêu medusa vẫn không có vẻ gì là sợ hãi nàng thản nhiên trụng hai ngón tay nhắm chuẩn rồi một trưởng phóng tới phá nát cánh tay đang thi chiêu của lão linh lực mới tụ lại bị gián đoạn quả cầu khổng lồ phía sau như bị vỡ ra một lỗ hổng khiến cho linh lực ào ào chảy đi lão già đệ thập kinh hãi thầm kêu chuyện quái gì thế này con nhóc này giở trò gì vậy mặc dù sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng con khốn này thực sự mạnh một cách vô lý chưa từng nghe qua nhân vật nào như vậy trinh sát medusa cười tít mắt vạch một ngón tay xuống bình thản nói người của thế giới này không ngờ lại yếu thế đấy theo hành động của nàng lão già đệ thập lập tức bị một luồng linh lực chặt phăng đi cánh tay còn lại trước dáng vẻ kinh hãi tột độ của lão ta tiểu yêu nữ lại nâng lên một bàn tay ẩn sau dáng vẻ lém lỉnh là một gương mặt tà ác nhe răng cười nói kẻ yếu không xứng được sống trên thế giới này đâu nhá dứt lời trưởng lực theo tay nàng ta từ khắp các hướng sông đến xuyên thủng cơ thể của lão già đệ thập nhưng chừng đó là chưa đủ để hoàn toàn hủy diệt lão biết mình không phải là đối thủ của tiểu yêu này lão liền hóa thành một luồng tà khí bỏ chạy mất dạng trinh sát medusa chẹp miệng phiền chán nói lại để chạy mất rồi đánh nhau với mấy tên nhóc ở thế giới này không nổi rồi chạy nhanh thật đấy nàng chống tay nhìn lên cột sáng hình thánh giá trên trời cao biểu lộ vô cùng tiếc hận than đại chiêu còn chưa kịp sử dụng mà nhưng chợt cảm nhận được điều gì đó làm nàng ta nghiêng đầu hử một tiếng medusa gọi ra một không gian màu lam có hình dáng như một con mắt nàng ta có chút ngạc nhiên nói không ngờ tại nơi này còn cảm ứng được khí tức của một vị hàng lâm giả khác để ta xem xem là vị đồng nghiệp nào nào hình ảnh trong con mắt hiện lên là nhóm người hách nhàn đang từng bước đi tới medusa hứng thú cười lớn hô 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 không ngờ là một vị tiền bối cơ đấy tốt quá rồi ta sẽ tới hội họp với ngài vậy nói rồi nàng ta lập tức bật người nhảy lên để lại một luồng phong ba dưới mặt đất trong lúc đó nhóm hách nhàn đi đến trước một vách đá lớn dựng đứng hách nhàn dừng lại ra hiệu nói ở đây đi rồi hắn dẫn đầu từng bước lại gần vách đá huyền nữ tập trung quan sát tiểu hầu vương háo hức chờ mong tân quảng cũng nhíu mày theo dõi hách nhàn trong cái nhìn chăm chú của ba người trụng hai ngón tay, cau mày tập trung thi pháp. Sau đó hắn phất tay một cái, linh lực từ đầu ngón tay bắn ra sông thẳng về phía trước. Bùng một tiếng linh lực nhắm thẳng vào vách đá đánh tới. Khói bụi dần tan đi, dọc nơi linh lực đi qua mặt đất bị cạo thành một cái rãnh. Mà trên vách đá cả một mảng lớn đã bị khoét đi tạo thành một hang động đen xỉ. Tiểu hầu vương trong mắt như xuất hiện thứ gì đó làm hắn ngây người vô thức nói. Uy lực có chút bình thường, nhưng mà huyền nữ cũng giật mình phát hiện ra điểm kỳ ảo trong đó tần quảng không nói chỉ cau mày trầm mặc ngước nhìn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ là một bộ móng vuốt đang bám vào vách đá một con quái thú một mắt khổng lồ hiện ra chắn tại thạch động huyền nữ chân chân nhìn nó dường như có chút kinh ngạc lại khó hiểu quái thú đến nhanh mà đi cũng nhanh chớp mắt đã dần dần tiêu tan rồi nhẹ nhàng biến mất không dấu vết tiểu hầu vương lúc này mới hồi thần nói rõ linh lực mặc dù chỉ là trúc cơ đại hậu kỳ, sức mạnh cũng bình thường, nhưng luồng khí tức viễn cổ khủng bố trong thạch động vừa rồi là chuyện gì vậy? Tần Quảng cũng khó lòng lý giải, như chặt mày nhìn về phía hách nhàn. Tiểu hầu vương gọi hắn hỏi, ngươi cũng cảm nhận được khí tức viễn cổ vừa rồi chứ? Tần Quảng lúc này mới như bị đánh thức, quay sang trả lời, ừm, thấy được. Tiểu hầu vương thấy quả nhiên không phải mình cảm nhận sai, nghiêm túc hỏi Tần Quảng, đó là cái gì vậy? một loại triệu hoán thuật sao? Tần Quảng khẳng định chắc nịch, chắc chắn không phải, khí tức của nó khác hoàn toàn với triệu hoàn thú. Tiểu Hầu Vương càng tò mò thốt lên, không phải triệu hoàn thú sao? Vậy là cái gì? Tần Quảng thành thực trả lời, không biết. Cả hai đều nhìn về phía người đang quay lưng lại là hách nhàn, chờ đợi một lời giải thích. Mà chính chủ là hách nhàn đây cũng đang nhìn tay mình đầy khó hiểu. Từ sau khi hắn dùng thẻ đỉnh phong lần thứ ba, cơ thể tự nhiên có thể giải phóng được sức mạnh. Hơn nữa cảm giác quen thuộc ngày càng mạnh, mỗi một phần da thịt đều đang phản phất cho hắn biết nó vốn là thuộc về bản thân hắn. Nhưng không đúng, hắn rõ ràng là người xuyên không mà đến. Ngày đầu khi mới xuyên không hắn còn trong tình trạng ngã sõng xoài, ngây ngây ngốc ngốc không biết mình đang ở đâu. ở trên địa cầu hắn đúng thật chỉ là một sinh viên đại học đột nhiên lăn ra mà chết thôi. Chẳng lẽ sức mạnh này là của ký chủ? Cũng không đúng lắm. Ngay hôm đó hắn cũng đã tự soi gương nhìn rõ. Gương mặt này hắn không quen, cũng rõ ràng không hề được kế thừa ký ức của nguyên chủ, làm sao có thể kế thừa sức mạnh được. Hách Nhàn bất lực thở dài kết luận, không giải thích nổi, hoàn toàn không thể giải thích nổi, hơn nữa sau mỗi lần thân thể này phóng thích sức mạnh, khí tức khiến người ta phải dựng hết cả da gà kia là sao?